Xin kính chào quý vị. Xin mời quý vị đón xem những thông tin nhanh nhất về giá vàng trong nước và trên thế giới ngày 16 tháng 4 năm 2024 được cập nhật hàng ngày trên báo Công Thương. Dạng sáng nay, giá vàng thế giới tăng mạnh nhờ được thúc đẩy bởi nhu cầu chữ ẩn an toàn. Trong nước, giá vàng một số thương hiệu tiếp tục tăng phi mã. Cụ thể, giá vàng SCC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng niêm yết ở mức 82,1 triệu đồng một lượng mua vào và 84,12 triệu đồng một lượng bán ra. So với dạng sáng qua, giá vàng SCC đã được điều chỉnh tăng 1,5 triệu đồng giá mua và 1 triệu đồng ở chiều bán. Trong khi đó, Doji si, tại khu vực Hà Nội đã điều chỉnh tăng giá vàng miếng thêm 1,2 triệu đồng chiếu mua và 1 triệu đồng chiếu bán lên lần lượt 81,8 triệu đồng một lượng và bán ra 84,1 triệu đồng một lượng. Giá mua và giá bán vàng thương hiệu Bảo Tín Minh Châu đang lần lượt là 81,75 triệu đồng một lượng và 83,95 triệu đồng một lượng, tăng 650.000 đồng chiếu mua và 850.000 đồng chiếu bán. Giá vàng thế giới tăng mạnh với vàng giao ngay tăng 41,3 đô la Mỹ lên 2.382 đô la Mỹ một ounce. Giá vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 2.400 đô la Mỹ một ounce, tăng 39,9 đô la Mỹ so với dạng sáng qua. Lực cầu trú ẩn an toàn do lo ngại căng thẳng leo thang tại Trung Đông tiếp tục cung cấp lực đẩy cho kim loại màu vàng trong phiên giao dịch đầu tuần. Giá vàng tăng mạnh ngay cả khi đồng đô la Mỹ và lợi suất trái phiếu kho bạc tăng sau dữ liệu doanh số bán lẻ của Mỹ tăng cao hơn dự kiến trong tháng 3, làm dấy lên lo ngại rằng cục dự trữ liên bang Mỹ có thể trì hoãn việc xoay trục chính sách.